xin giới thiệu với mọi người một món ăn mà gia đình của mình thường hay làm vào các dịp quan trọng, và trong ngày Tết thì gia đình mình cũng hay làm món ăn này, đó chính là món mì xào. Không biết gia đình các bạn như thế nào, nhưng mà gia đình của mình thì rất thích ăn món mì xào này. Xin mời mọi người cùng theo dõi nhé. Nguyên liệu của món mì xào này mình đã chuẩn bị là bao gồm một vắt mì, 200 g thịt, hành lá, một củ cà rốt, hành tím, 3 tép tỏi và các gia vị thông thường như nhà chúng ta thường dùng. Đầu tiên thì mình sẽ xắt thịt trước, và để sau đó chúng ta sẽ trộn sao cho thịt nó ngấm gia vị. Tiếp theo, sau khi xắt thịt xong thì mình sẽ bắt đầu ướp gia vị. Đầu tiên thì mình sẽ cho một muỗng bột ngọt vào. Tiếp theo thì mình sẽ cho một nửa muỗng hạt nêm vào. Và cuối cùng mình sẽ cho một xí đường vào để cho thịt nó có vị ngọt chút xíu. Đây thì mình sẽ trộn thịt đều cho thịt nó ngấm vào, sau đó chúng ta sẽ để trong vòng 10 phút. Mình sẽ tục cắt hành. Chúng ta sẽ cắt hành đã chuẩn bị từ lúc nãy. Bước thứ tư này thì chúng ta sẽ bắt đầu cắt cà rốt. Mình sẽ cắt xôi thành từng lát mỏng, và sau đó mình sẽ cắt sợi thành từng sợi nhỏ. Cái chậu này á thì mình sẽ cắt tỉa để trang trí. Mình sẽ bắt đầu đập tỏi băm nhuyễn để chuẩn bị khi mà đợi dầu sôi á thì mình sẽ bỏ hành vào cho nó có mùi thơm khi mà xào mì. Khi mà hành tỏi mình đã bỏ vào khi dầu sôi á, mình đã bỏ thịt và cà rốt rồi trước, xào qua xào lại để cho thịt và cà rốt nó mau chín hơn. Tiếp theo thì mình sẽ bắt đầu bỏ hành lá vào. Bỏ hành lá vào thì mình cũng sẽ sơ đều cho hành lá nó mang màu chín hơn. Cuối cùng thì mình sẽ bỏ mì vào để trộn cho mì thấm vào gia vị. Thì mì này lúc nãy là mình đã trụng qua nước sôi cho nó chín trước để không bị cứng khi mà chúng ta bỏ vào xào. Thì món mì xào đã hoàn tất. Nhà mình thì thường ăn mì xào với tương ớt và tương đen. Các bạn cũng có thể ăn với nước tương, tùy vào khẩu vị của mọi người. Chúc mọi người có một buổi chiều ngon miệng nhé.